Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hân nha. Sẽ có một số hoa giấy giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Trước mắt quý cô chú anh chị em là một cây hoàng kim hai màu đỏ và vàng đang phun bông rất là đẹp quý anh chị em. Rồi anh chào Hân. Dạ chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị ạ. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ em nha. Thì nhà vườn ngày hôm nay là một số hàng hoa giấy nè. Nhưng mà đầu tiên là mã số 1 mình là em Mỹ đỏ ru cá nha quý cô chú anh chị. Hàng này là chuẩn Tết cho mình ạ. Nghe cho mình là 32, tổng chiều cao đây cho mình là 65. Quanh cổ em nâu mình là quanh chín. Dạ quanh chín rồi. Mã số 1 em Mỹ đỏ lô cáo này em vô luôn mình mức giá là 230 nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã số 2 là một em rượu vang phơm tròn. Dạ em nó tán với mình ạ, phỏng với mình ạ. Nghe em lên cho mình là 36, tổng cao là 65. Quanh em nâu mình là quanh 12. Dạ quanh 12 rồi. Mã số 2 này em xin vô luôn mình mức giá là 240 ạ. 240 nó bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mình mã số 3 là em ba màu kép ạ. Gồm có kép đỏ, kép hồng và kép trắng phất hồng. Dạ. Ngang 35. Tổng cao 67. Hoành cỏ em nói mình là hoành chính. Dạ hoành chính rồi. Mã số 3 này em xin luôn mình mức giá là 270 ạ. 270 cho em ba màu kép mã số 3 ạ. Tiếp theo em lên mình mã số 4 là em dưa hấu đỏ nha quý cô chú anh chị. Ngang 38. Tổng cao 68. Kẹo bóp cái chân quý anh chị em. Hoành em đây mình là hoành 13. Dạ hoành 13. Rồi mã số 4 này em xin cho luôn quý cô chú anh chị mức giá là 280 ạ. 280 cho mã số 4 dưa hấu đỏ ạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5. Một cây hồng gân. Dạ. Ngang 40. Cao 68. Đế là quái anh chị em. Quanh 10. Dạ quanh 10. Rồi mã số 5 này em xin lưu mình mức giá là 200.000. 200.000 cho em hồng gân mã số 5 ạ. Tiếp theo em lên mình mã số 6 là em cành vàng lá ngọc. Dạ. Trắng hồng hai màu. Ngang 35. Tổng cao 55. Quanh 10. Dạ quanh 10. Rồi mã số 6 em cành vàng này em xin lưu mình mức giá là 220 ạ. 220 cho em cành vàng mã số 6 ạ. Tiếp theo em lên mình mã số 7 là em đỏ lửa. Ngang 35. Tổng cao 50. Quanh 9 ạ. Dạ quanh 9. Rồi mã số 7 này em xin cho luôn mình mức giá là 200 ạ. 200 ngàn cho em mã số 7 ạ. Tiếp theo em lên mình mã số 8 là em tím tuyết ạ. Tím tuyết hai dòng quý anh chị em, cẩm thạch và dòng lá xanh ha. Ngang 45. Tổng chiều cao là 62. Quần em nâu mình là quần 10. Dạ quần 10. Rồi mã số 8 này em xin luôn mình mức giá là 240 ạ. 240 cho em hai màu tuyết ạ. Tiếp theo em lên mình mã số 9. Một cái em rượu vang. Ngang 50. Tổng cao 62. Quần cổ em nâu mình là quần 16. Dạ quần 16. Rồi mã số 9 này em xin luôn mình mức giá là 240 luôn ạ. 240. Tông dáng bay rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình mã số 10 là em ba màu lửa, gồm có đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa. Phơm tròn kẹo bông. Ngang 44. Tổng cao 55. Quanh 10. Dạ quanh 10. Rồi mã số 10 này em xin cho luôn mình mức giá là 220 ạ. 220 cho em mã số 10 ba màu lửa. Tiếp theo em lên mình mã số 11 là một em đỏ lửa. Một màu cây rất là lực quý anh chị em. Ngang 64. Cao 79. Phổi rất là to ha. Hoành em đo cho mình là hoành 30. Dạ hoành 30. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu mình mức giá là 600.000. 600.000 cho em mã số 11 đỏ lửa nha quý cô chú anh chị. Đây rất là to bự đẹp ạ. Rồi tiếp theo em lên mình mã số 12 là em hồng gân ạ. Ngang 40. Tổng chiều cao là 60. Quần chính cho mình luôn ạ. Dạ quần chính rồi. Mã số 12 hồng gân này em xin cho luôn mình mức giá là 180 ạ. 180 cho em hồng gân mã số 12. Tiếp theo em lên mình mã số 13. Cây 3 màu. Dạ. Gồm có là trắng tiết, tím tiết và phụng hoàng nha cô chú anh chị. Phụng hoàng lửa. Ngang 60 cao 70 ạ. Quần em đo cho mình đây được là quần 18. Dạ quần 18 rồi. Mã số 13 này em xin cho luôn mình mức giá là 360. 360 cho em 3 màu mã số 13.
Tiếp theo mã số 14. Red Visa. Tán ngang 50. Tổng chiều cao là 73. Quỳnh 13, dạ quỳnh 13. Rồi. Mã số 14. Này em xin Zalo mình mức giá là 280 ạ. 280 cho em mã số 14 Red Visa. Tiếp theo mã số 15. Là em hai màu tím tuyết và hồng tuyết ạ. Phụng hoàng lửa nữa là ba màu. Ngang 55. Tổng cao 77. Quỳnh em đâu mình đây là quỳnh 15. Dạ quỳnh 15. Rồi. Mã số 15 này em xin Zalo mình mức giá là 270 ạ. 270 cho em mã số 15 ba màu. Tiếp theo mã số 16 là hồng em lửa. Hồng lửa ngang 50, tổng cao 80, hoành 15, dạ hoành 15. Rồi mã số 16 này em xin Zalo mình mức giá là 280 ạ. 280 cho em hồng lửa mã số 16. Tiếp theo mã số 17 là em hai màu lửa, ba màu lửa gồm có đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa. Ngang 60, tổng cao là 90. Hoành em đo được cho mình là hoành 19. Dạ hoành 19. Rồi mã số 17 này em xin luôn mình mức giá là 320 ạ. 320 cho em mã số 17 ạ. Kẹo búp nhân cũng chị. Tiếp theo mã số 18 là em phụng hoàng lửa. Dòng này siêu bông ha. Hoàng màu đỏ đô rất là sáng. Ngang 52, tổng cao 55, hoành 11, dạ hoành 11. Rồi mã số 18 này em xin Zalo mình mức giá là 200.000, 200.000 cho em mã số 18 ạ. Tiếp theo mã số 19 là em hai màu hoàng kim với quý cô chú anh chị, gồm có hoàng kim đỏ và hoàng kim vàng ạ. Ngang phải đo cho mình là hơn 1 mét, tổng cao mình được là 75. Quỳnh cổ em nói cho mình là quỳnh 16. Cây dạ quỳnh 16 ha. Cây rất đẹp. Rồi mã số 19 này em xin Zalo mình mức giá là 500.000 ạ. 500.000 cho em hai màu hoàng kim với cô chú anh chị. Cây này về khai thác bo rất là nhiều anh chị em. Cây rất là đẹp. Tiếp theo mã số 20 là em cành vàng lá ngọc trắng hồng. Ngang 42, tổng cao 60, hoành 11, dạ hoành 11. Rồi mã số 20 này em xin Zalo mình mức giá là 200 ạ. 200.000 cho em cành vàng lá ngọc mã 20. Tiếp theo mã 21 là em 23 màu trắng tiết, hồng tiết và phụng hoàng lửa. Ngang 45, tổng cao 65, hoành 14, dạ hoành 14. Rồi mã 21 này em xin Zalo mình mức giá là 270 ạ. 270 cho em mã số 21 ạ. Tiếp theo mã số 22 là em đỏ lửa. Một màu đỏ lửa đang kẹo búp với chị em. Ngang 42, tổng cao 58, hoành 11, dạ hoành 11. Rồi mã 22 này em xin Zalo mình mức giá là 230 cho em mã số 22. Tiếp theo mã số 23 là em phụng hoàng lửa. Ngang 39, tổng cao 52, hoành 12, dạ hoành 12. Rồi mã 23 này em xin luôn mình mức giá là 180 ạ. 180.000 cho em mã số 23. Tiếp theo mã số 24 là em phụng hoàng lửa, size to. Ngang cho mình là 60, tổng cao ra cho mình là 70. Ôi giống như con thỏ à. Hoành cổ em đo cho mình là hoành 22. Dạ hoành 22. Rồi mã số 24 này em xin luôn với cô chú anh chị mức giá là 400.000 ạ. 400.000 cho em phụng hoàng lửa mã số 24 ạ. Thì đó cũng là mã số cuối clip của em ạ. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị mình theo dõi em ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Rồi chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Ngọc Hân nha. Đặc biệt thì hôm nay mình ấn tượng nhất là cái cây phụng, cái cây hoàng kim hai màu đỏ và vàng với anh chị em. Quá tuyệt vời luôn rồi, cây này rất là đẹp ha. Rồi Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.